Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải một lần nữa lại tổ chức họp góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86 Quy định về Kinh doanh và Điều kiện Kinh doanh Vận tải bằng xe ô tô. Dự kiến Bộ sẽ trình chính phủ dự thảo Nghị định này trong tháng 7. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Nguyễn Văn Thể khẳng định, mong muốn loại hình taxi công nghệ như Grab với taxi truyền thống cần có sự hòa hợp trong điều kiện hiện nay, đảm bảo uy tín chất lượng. Với tỏ sự lo ngại khi thời gian qua, Grab vẫn còn quản lý lông lẻo. Vì vậy, phải có sự ràng buộc để doanh nghiệp kinh doanh taxi công nghệ có trách nhiệm với lái xe, quản lý được lái xe hiệp hội taxi hà nội kiến nghị xe hợp đồng dưới chín chỗ sử dụng phần mềm kết nối đều phải quy định là xe taxi và chịu chung quy định quản lý ngoài ra thì công ty công nghệ kinh doanh vận tải phải đặt máy chủ tại việt nam dữ liệu có sự kết nối và chịu sự giám sát của bộ giao thông vận tải và sở giao thông vận tải đánh giá cao ứng dụng thí điểm và sự phát triển công nghệ nảy sinh mô hình mới và áp đặt thêm mô hình cũ là không phù hợp. Theo ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Thương mại Điện tử Việt Nam, cơ quan nhà nước không nên gọi ép mô hình mới vào hệ thống pháp luật chưa có hoặc cấm, hạn chế, mà có cách nhìn nhận mới và giải quyết xung đột với loại hình kinh doanh cũ. Bộ trưởng Giao thông Vận tải cũng cho biết trong tháng 7 này, Bộ sẽ cố gắng hoàn thành dự thảo sửa đổi và trình chính phủ xem xét và cho ý kiến ban hành Nghị định 86. Khi ban hành Nghị định 86 sẽ kết thúc thí điểm ứng dụng gọi xe tại Quyết định 24.